Xin chào tất cả các bạn. Phần này sẽ hướng dẫn tạo màn hình giới thiệu cho game Mario đơn giản. Ở trong phần trước, chúng ta đã tạo dự án Mario Assignment và tổ chức cái cấu trúc các cái thành phần của dự án. Ở trong phần này sẽ xem xét cách tạo ra cái màn giới thiệu cho game. Trong cái cửa sổ Project, kích vào Sync và kích phải chọn Create, chọn Sync để tạo ra một cái Sync và đặt tên đó là Intro Sync. Kích đúp để mở sync. Yes. Thì đây là cái màn hình của sync. Thì trong đó cho phép chúng ta có thể kích đúp vào main camera và cấu hình cái camera đó là skybox và một số các cái phần. Ở đây thì cho phép các thành phần như thế này. Và để làm việc với lại cái màn hình giới thiệu thì sẽ chứa các cái menu chính và các thành phần. Thì chúng ta sẽ chèn đầu tiên đó là UI và chèn một cái text và kích đúp vào Convert, kích đúp vào Convert. Sau đó chúng ta có thể nhấn phím giữa chuột, giữa lăn phím giữa chuột để mình di chuyển zoom to ra và di chuyển cái text vào cái vị trí cho phù hợp, điều chỉnh kích thước và cho phù hợp. Và sau khi mà điều chỉnh kích thước phù hợp thì chúng ta sẽ tiếp tục đó là di chuyển qua cửa sổ Inspector, nhập cái nhãn đó là Mario. Ở đây là symbol Mario. Chọn cái phông chữ thì chúng ta sẽ chọn hai cái phông chữ, một là cái phông chữ là Press Start, hai là cái phông chữ Lucky Guy ở trong cái thư mục Asset phông như thế này. Thì trong này thì chúng ta có thể chọn Lucky Guy và tiếp đến là cho cái phông bao và kích thước có thể là to ra một tí, canh giữa canh đều và cho color. Ở đây thì cho có thể là cho một cái màu Mario màu vàng như thế này và symbol Mario. Đây cái nội dung điều chỉnh kích thước phông cho nhỏ một tí nữa vừa vừa. Thì chúng ta có thể là di chuyển cái con trỏ chuột xuất hiện cái mũi tên hai đầu như thế này, và có thể là di chuyển thì cái kích thước nó sẽ thay đổi theo. Và tiếp đến có thể chèn một cái game object đó là image. Ở đây là chàng đưa cái hình nền vào cho game. Thì trong hình hình này thì chúng ta có thể là điều chỉnh cái hình này cho nó to ra và di chuyển. Thì chúng ta lưu ý là di chuyển cái hình nền lên trên, tức là cái image lên trên, và đặt tên image đó là background và vào trở lại cái cửa sổ Project và chọn Sprite. Thì chúng ta có rất là nhiều các cái thành phần. Thì trong này thì di chuyển xuống bên dưới, có thể là gõ cái menu, và gõ menu thì chúng ta được cung cấp các cái dạng menu như thế này, và có thể thấy đây là main menu background. Thì main menu background thì chúng ta
kích vào main menu background, và ở đây thì có thể lựa chọn đó là multiple, và ở đây là pixel per unit, tức là one, thì chúng ta cấu hình lại đây là one pixel per unit. Thì trong này thì multiple và cái lựa chọn cái main BG như thế này. Sau đó là di chuyển xuống bên dưới và lựa chọn apply. Và ở đây thì chúng ta có thể là chọn cái filter mode, tức là point now filter, và chọn là apply. Và trong này thì chúng ta chú ý cái chỗ đó là point, và khi đã thiết lập xong thì nhấn apply để thiết lập, để áp dụng cái thiết lập này cho cái sprite. Và di chuyển lên trên, lựa chọn chức năng đó là sprite editor để tiến hành là cắt cái hình này thành các cái phần khác nhau. Ví dụ như cái hình này thì có thể là cắt ra thành cái phần này hoặc là cắt cái phần này ra. Thì kích vào sprite editor, và trong cái cửa sổ sprite editor thì sẽ kích vào slide, và cái này là chọn chế độ đó là auto. Thì chúng ta lưu ý đó là lựa chọn chế độ auto auto và kích vào slide. Thì bên dưới thì sprite editor đã có thể là cắt cho chúng ta. Đây là các cái vùng cắt được thiết lập như thế này. Chúng ta có thể là điều chỉnh cái vùng cắt này, điều chỉnh to nhỏ hoặc là di chuyển, thì nó là tùy theo cái mong muốn của chúng ta. Và ở đây thì có thể là slide lại để mà cắt lại cho nó phù hợp. Và sau đó thì kích vào nút apply, tức là cái nút này, để thiết lập cái việc cắt các cái hình này, tức là chúng ta áp dụng cắt các hình và đóng cái cửa sổ sprite editor lại. Ở trong này thì chúng ta sẽ có là sprite editor. Rồi. Khi đã thực hiện các cái hình sprite ra thành nhiều phần khác nhau, và chúng ta có thể kích vào sprite và có thể di chuyển xuống bên dưới. Đây là cái nội dung hình đã được cắt ra thành từng phần như thế này. Và chúng ta tiếp tục là sử dụng cái menu và chỉnh sửa menu SD one pixel per unit, và lựa chọn đó là multiple sprite. Thì trong này thì chúng ta lưu ý đó là lựa chọn multiple sprite one pixel per unit và cắt cái nội dung này. Sau đó là di chuyển xuống bên dưới và có thể là chọn point now filter và kích vào apply. Di chuyển lên trên, kích vào sprite editor và có thể kích vào slide, chọn slide, chọn chế độ đó là automatic và kích slide. Thì sprite editor sẽ thực hiện cắt các cái phần cho chúng ta như thế này. Và sau đó là kích vào nút apply. Tức là chúng ta sẽ kích vào nút apply để thực hiện cái việc cắt cái sprite nào thành nhiều phần khác nhau, và đóng cái cửa sổ. Quay trở lại cái thiết kế sinh và vào trong cái image background, và trong image background thì sẽ lựa chọn cái phần sort image, kích vào phần này để có thể chọn cái hình nền và gõ nó làm main
và có được cái main menu như thế này, kích chọn. Và ở đây thì quay trở lại cái canvas, lựa chọn đó là screen space camera và rê cái đối tượng camera bỏ vào trong cái renderer camera. Ở trong này thì chúng ta lưu ý là rê cái main camera bỏ vô đây và lựa chọn đó là screen space camera. Và chúng ta có thể là zoom to lên để thấy được cái màn hình và nhấn phím on để di chuyển zoom to ra để thấy được cái màn hình như thế này. Và tiếp theo là kích vào game offset, chọn UI, chọn image và sẽ đặt cái image, các image vô đây. Đây thì có thể là chọn cái image, và trong image thì sẽ xác định cái sprite cho image. Đây thì gõ đó là menu và di chuyển xuống bên dưới thì có các cái biểu tượng ở menu như thế này. Chúng ta có thể là lựa chọn các kênh. Ở đây thì chọn cái menu và đóng cái nội dung lại. Thì trong này chúng ta sẽ tạo ra một cái hình ảnh để mà thể hiện được cái nhân vật ở trong cái game của chúng ta. Và cái hình này thì sẽ xác định thông qua cái thuộc tính source image. Và có thể nêu cái hình này tại những cái vị trí thì di chuyển lên trên, chọn anchor và ở đây thì nêu giữa, nêu cái hình này là nêu giữa, vị trí giữa nó như thế này. Tiếp theo là sẽ kích chọn UI bottom và di chuyển về cái vị trí ở bên này. Và thứ hai là chọn UI button và di chuyển về vị trí ở, ở bên góc này. Thì chúng ta có thể là di chuyển cái button về sát với lại image, sát image như thế này. Và ở trong button thứ nhất là xóa cái test đi, button thứ hai cũng xóa test và sẽ đặt tên cho button, button này đó là acid button và button thứ hai đặt tên đó là fly button. Trong này thì chúng ta lưu ý là button này là đặt tên là acid và button này là đặt tên đó là fly button. Và kích chọn acid button, kích vào source image và chúng ta sẽ gõ menu và lựa tìm cái sprite asset, nhấn close và play button thì kích vào source và gõ menu và lựa chọn đó là play. Đây. Chúng ta có thể là cuộn xuống các cái phần play, có thể chọn cần play, cái này là playback. Ok, chúng ta có thể là chọn cái hình sprite, sprite này và thực hiện hiệu chỉnh các cái nút để cho nó có cái kích thước cho phù hợp với cái nội dung hiển thị và có thể là điều chỉnh cái vị trí của các cái nút, thực hiện hiệu chỉnh vị trí của các nút như thế này. Và run game. Thì chúng ta thấy là
cái game sẽ được hiển thị ra như thế này, và có thể điều chỉnh cái chế độ hiển thị của game. Ở trong này có thể thực hiện điều chỉnh, và để mà khắc phục được cái khoảng trắng ở các cái phần mà cái background không hiển thị được, thì chúng ta có thể là có một cái giải pháp là cho cái background này to ra một tí, cho background to ra một tí, hoặc là dùng script để mà điều chỉnh cái kích thước của background cho phù hợp. Thì cái này thì chúng ta có thể là viết cái script sau này. Và ở đây thì cho cái background to ra một tí, và có thể là hiệu chỉnh trở lại, coi thử cái kích thước của các background và các thành phần nó như thế nào. Và ở đây thì xác định các thành phần và các nội dung. Trong này thì nó có cái kích thước nó là 16 chín, thì chúng ta có thể là thiết kế theo cái kích thước 16 chín như thế này. Tạo hiệu ứng chuyển động cho test thì chúng ta có thể là cho test này chuyển động lên xuống để cho cái game nó sinh động. Thì quay trở lại cái màn hình sinh và lựa chọn test, và sẽ mở cái cửa sổ animation, thì kích vào Windows chọn animation thì chúng ta sẽ có animation, và di chuyển cái cửa sổ này về cái hiển thị ngay tại cái vị trí, là chúng ta có thể là di chuyển về cái vị trí đây, và ở trong này thì kích vào create, để tạo cái clip, animation clip, và sẽ đặt tên đó là, ở đây thì chúng ta sẽ có đó là cái title animation nhấn lưu. Thì khi mà lưu thì lưu ý đó là cái thư mục lưu, đó là lưu ở trong cái thư mục animation, và tên file nhấn save để lưu animation, và cho sample thì 6 sample. Và sau đó là di chuyển tới cái vị trí thứ xa, cái dây thứ ba thì chúng ta gõ vào đây, và sau khi mà di chuyển tới cái dây thứ ba thì có thể là thực hiện là copy cái nội dung của giá trị y và quay trở lại. Thì trong này thì sẽ kích vào cái nút đó là record như thế này, thì kích vào cái biểu tượng di chuyển, và chúng ta sẽ thực hiện tiến hành là di chuyển cái tọa độ của cái test lên trên, sau đó thả ra, và nhấn kết thúc ghi. Tiếp tục là gõ 6 và nhấn đi, và quay về trở lại cái cửa sổ inspector, dán trở lại cái giá trị cũ của cái test đó là 71.5, và kết thúc ghi cái vị trí. Sau đó là chạy game để kiểm tra cái kết quả animation, và chúng ta thấy là cái nội dung của cái test nó sẽ nhảy lên xuống như thế, tức là chạy lên chạy xuống, thì giúp cho cái phần giới thiệu của game thêm được sống động hơn. Mở cửa sổ project và mở thư mục script. Trong thư mục sẽ tạo ra một cái script. Đây thì chúng ta có thể là trong thư mục sẽ tạo ra cái script và đặt tên script này đó là exit
gen. Kích đúp vào file để mở cái IDE. Và đây là cái cửa sổ soạn thảo, thì trong cái Club Asset Game thì sẽ thực hiện đó là thoát cái game khi người dùng nhấn vào nút Exit, xóa các cái phương thức không cần thiết ở đây và định nghĩa phương thức đó là Exit. Exit ở đây thì chúng ta có thể là định nghĩa phương thức Exit Public Void Exit, và sẽ gọi thực hiện cái phương thức add, phương thức quit quit của cái lớp application. Và lưu ý thì phương thức quit chỉ được thực hiện nếu chúng ta build và chạy game ở trên các thiết bị thực, chứ phương thức này sẽ không có tác dụng khi mà chạy trên cái nền tảng editor, nền tảng Unity. Và để giải quyết vướng mắc trên khi chạy cái game ở trong Unity thì chúng ta có thể thực hiện kiểm tra đó là Unity Editor và else and if. Nếu mà ở trong Unity thì gọi thực hiện đó là editor editor app và e play in bằng false, tức là thoát cái chế độ chơi game. Và nếu mà chạy ở trên thiết bị thực thì gọi application quit để thoát cái game. Trong Unity thêm vào cái empty game object và đặt tên đó là game controller, và đây là cái đối tượng empty không hiển thị ở trên cái màn hình game, và kích vào add component thì có thể tìm exit game, gắn cái script này cho cái game controller. Thì trong này thì chúng ta lưu ý là gắn cái thành phần này cho cái game controller. Sau đó kích vào Exit button, và trong cái mục on click kích vào dấu cộng và rê cái game controller bỏ vào chỗ phần object và lựa chọn function và lựa chọn exit game. Đây là exit như thế này. Và khi người dùng kích vào exit button thì cái ấy, phương thức exit của exit game sẽ thực hiện. Và trong này thì chúng ta lưu ý đó là rê cái game controller bỏ vào đây và xác định đó là cái exit. Chạy game để kiểm tra cái việc gắn sự kiện vào cho cái button. Thì chúng ta thấy có thể hiện trên cái thành phần. Ở đây thì có thể nêu cái button này ở cái vị trí sẽ phù hợp thì chúng ta sẽ hiệu chỉnh sau. Và khi mà game đang thực hiện như thế này thì kích vào exit thì sẽ thoát cái chế độ chơi game hiện tại ở trong editor và kích run trở lại. Kích vào exit để thoát cái chế độ chơi game hiện tại. Và chúng ta có thể là thực hiện hiệu chỉnh các cái thành phần ở trong cái game, và đối với các cái nút này
thì có thể kích vào và nail ở bên dưới và bên phải. Và đối với cái nút này thì có thể thực hiện đó là nail ở bên dưới và bên trái. Và chúng ta có thể hiệu chỉnh cái vị trí của các nút cho nó phù hợp. Đây thì có thể là hiệu chỉnh chúng lên cho nó phù hợp và chạy lại game. Thì đây là cái kết quả điều chỉnh của game, và kích vào exit để thoát cái chế độ chơi hiện tại ở trong cái Unity. Trong cửa sổ project tạo một cái ở đây thì chúng ta có thể là kích vào cái thư mục script và sẽ tạo ra cái script mới đặt tên đó là load sync và nhấn enter. Kích đúp để mở cái script này. Đây là cái nội dung của script và trong đó thì sẽ định nghĩa cái lớp load sync, và trong này thì chúng ta sẽ viết cái phương thức để cho phép là nạp cái sync lên. Đây thì có thể là cho phép nạp sync. Đầu tiên làm public void load sync và load ở cái sync có cái index là như thế nào, và gọi thực hiện cái phương thức đó là sync manager. Và ở lớp này báo một cái lỗi đó là không tồn tại ở trong cái context hiện tại, thì kích vào cái biểu tượng và lựa chọn using Unity Engine Sync Management, và ở đây chúng ta sẽ khai báo sử dụng namespace Unity Engine Sync Management và kích vào gọi thực hiện cái phương thức load sync. Thì load sync ở đây thì có hai cái dạng, một là load theo index, hai là load theo tên. Thì chúng ta có thể là load theo index, load sync theo index. Ở đây thì đang đang trùng với một cái phương thức thì chúng ta có thể load load sync load. Đây là cái nội dung của cái lớp load sync, và ở đây sử dụng cái phương thức load sync của sync manager để nạp cái sync tiếp theo lên. Có nghĩa là ở đây chúng ta sẽ nạp cái sync level 1 lên. Trong cái cửa sổ hierarchy lựa chọn game controller và lựa chọn add component, gõ load sync. Ở đây thì load sync thì chúng ta sẽ thấy là gắn cái script load sync vào cho game controller, và chú ý đó là gắn cái script gắn script vào cho game controller. Và trong nốt play button sẽ di chuyển xuống on click như thế này, kích vào cái biểu tượng dấu cộng và re game controller bỏ vào chỗ offset và lựa chọn đó là load sync, và đây là load load thì sẽ xác định là load cái sync thứ bao nhiêu, tức là có cái index là bao nhiêu thì chúng ta xác định là một ở đây, và lưu ý là gắn cái xác định cái khi người dùng kích vào button thì sẽ gọi thực hiện cái phương thức load, và load sync có cái giá trị đó là một, tức là có chỉ số một.
Và để có thể kiểm tra cái chức năng này thì chúng ta chuyển vào trong cái thư mục sinh và sẽ tạo ra một cái sinh mới, sinh, và đặt tên cái sinh đó là Level 1 và mở cái intro sinh. Sau đó vào trong file chọn build settings và kích chọn add open sinh, đó là chúng ta đang thêm cái intro sinh vào, và intro sinh có cái chỉ mục đó là không. Sau đó đóng và kích vào level 1 vào file chọn build setting và kích chọn add open sinh. Level 1 đóng vai trò đó là có cái index 1 và đóng trở lại. Ở trong cái level 1 để nhận biết thì đây là cái sinh đã được mở hay chưa, thì có thể là rê một cái sprite bỏ vào trong sinh và di chuyển trở lại cái thư mục sinh, kích chọn intro sinh. Ở đây thì chúng ta có thể lưu cái level 1 lại và mở lại cái intro sinh và nhấn play. Và kích vào play thì cái scene 1 sẽ được nạp lên như thế này. Và trong phần tiếp theo sẽ tiến hành là thiết kế các cái thành phần cần thiết để tạo ra được cái scene 1 cho game. Xin cảm ơn sự theo dõi của tất cả các bạn.